Ờ, xin chào các bạn. Đối với hai cái mẫu xe sedan là chiếc Audi A6 và chiếc Merc E200 thì trong chương trình ngày hôm nay, thay vì chúng ta đi so sánh về những cái mặt từ trang bị thiết kế, thì chúng ta sẽ cùng đi ở bên trong đây để soi cái phần gầm và để xem ra là cái hệ thống treo của hai mẫu xe này nó có gì khác biệt. Mình sẽ đến từng xe một nhé. Bởi vì hôm nay ở bên Aston Motor Service mình có nhờ cái địa điểm để nâng gầm hai chiếc xe lên thì cũng đang hơi đông, các cái cầu đều full. Bây giờ mình sẽ vào chiếc A6 này trước. Đây là chiếc Audi A6 form mới 2020. Chiếc này thì đang được chào ra thị trường vào giá bán đâu đó khoảng hơn 2 tỷ. Đây mình sẽ xem này. Cái hệ thống treo phía trước, nói chung ở trên Audi thì mình thấy quan sát rằng là cả hệ thống treo trước và treo sau thì đều là hệ thống treo đa liên kết. Họ sử dụng rất nhiều những cái tay đòn để kết nối cái phần bánh xe này vào cái phần khung thân xe. Và đây các bạn có thể quan sát rất nhiều những chi tiết nhé. Ví dụ như là những cái tay đòn như thế này thì đều làm bằng hợp kim, được sản xuất ở Germany luôn. Đấy. Nhưng mà cái phần thụt của xe ấy, phần thụt trước này thì là được sản xuất ở Spain. Đấy. Cái này là của ZF à? À không, SZ4. Cái này để mình xem là chính xác là của gì nhá. Đấy, cái này thì thật sự là rất là khó nhìn, mình chưa nhìn thấy cái tem là chính xác là được sản xuất của hãng nào. Nhưng mà cái thụt thì được sản xuất ở Spain, Made in Spain. Còn các cái tay đòn thì chủ yếu là của Made in Germany. Và Audi thì sản xuất trực tiếp ở nhà máy ở Đức mà. Đấy. Nói chung là về công nghệ vật liệu chế tạo của người Đức ấy, người ta làm ra những cái này thì nó hàng đỉnh luôn. Cái bản Audi A6 mà mình có ngày hôm nay đây là bản dẫn động chạy cầu trước. Đấy, cho nên là nó sẽ không có cái phần trục các đăng để nối ra cái phần phía sau. Này, tất cả những cái phần gầm nhé, những chỗ này đều bọc cách âm và cách nhiệt hết. Hộp số những thứ ở đây, ống xả. Nói chung là để mà nhìn gầm xe Đức ấy thì nó tê lắm. Các cái chi tiết độ hoàn thiện các thứ họ làm rất là tốt. Đây, các bạn cứ bảo là phủ gầm hay không phủ gầm. Đây các bạn đi vậy. Những cái chi tiết lộ ra ở gầm như thế này, các cái mối hàn này nó dễ là cái khu vực bị đọng nước, đọng hóa chất, bị han gì, nên họ đã phủ một cái lớp bảo vệ vào đây. Đấy. Còn những cái bề mặt này nó không ảnh hưởng gì, dập nguyên tấm thì thôi. Nhưng mà thực ra ấy, nếu mà để nói vào nhà hoặc các bạn hay đi những cái vùng điều kiện mà nó ảnh hưởng tới gầm, ví dụ như là dễ bị ăn mòn vùng biển cái thứ ấy, thì chúng ta nên phủ gầm để bảo vệ được gầm tốt hơn. Đây. Các bạn nhìn này, đằng sau này cũng sử dụng cái hệ thống treo đa liên kết, rất nhiều các cái tay đòn được kết nối vào phần khung của thân xe. Nói chung là nhiều cái phần tay đòn như thế này ấy thì nó sẽ tỏ rõ được cái lợi thế khi mà chúng ta vận hành ở những giải tốc độ cao hoặc đi về đường xấu, xe nó sẽ cực kỳ ổn định. Các bạn thử hình dung nhé, khi mà chúng ta đi ấy, thì tất cả những cái truyền động rung từ bánh xe này nó truyền trực tiếp vào những cái khớp như này, và qua những khớp này, ở mỗi đầu khớp này nó sẽ có một cái trục, nó có một cái khớp bằng cao su, thế nó giảm chấn bớt đi, xong nó truyền vào khung này, khung này cũng lại kết nối được giảm bớt đi, thế nên là cái xe nó đi rất là êm. Đấy. Đây, ở đây mình nhìn rõ ràng chắc chắn là đằng trước cũng thế này thôi. Đây, cái phần thụt ở phía sau đây cũng là Made in Spain ZF. Cả phần thụt trước và thụt sau ấy, cái phần thụt này này là đều được đến từ ZF nhé. Và đây là cái phần lò xo. Ở trong một cái hệ thống treo ấy thì thường nó sẽ có hai cái phần chính, đó là phần thụt giảm chấn và lò xo. Đó. Đấy, các bạn có thể quan sát một chút về hình ảnh về phần gầm xe, các cái khớp nối, các cái chi tiết, từ những cái phần càng được làm hợp kim nhôm này cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là gì những người Đức họ làm những cái chi tiết này thì mê luôn ấy. Ở đây ấy, thì có một cái phần chi tiết nữa mà ở đây nó che khá là ấy. Mình có thể nhìn này, đây chính là cái thanh cân bằng,
Cái thanh cân bằng này thì nó sẽ giúp cho khi chúng ta chạy giải tốc độ cao ấy, và khi chúng ta vào cua, đặc biệt đi đường đèo núi nhiều, chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm là nó sẽ không bị mất văng cái phần đuôi. Cái sự liên kết của nó rất là tốt. À, những cái dàn giá này nó địch luôn. Đây, những cái khu vực này là họ đều phủ hết này. Đấy. Cái lớp phủ màu vàng ấy. Đó, đây là chiếc E200, chiếc này thì 2019. Chiếc E200 này thì đã được ngay từ mẹc là được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Thế cho nên là phần gầm nó sẽ có một cái trục các đăng. Nhưng mà thôi, cái điểm mà chúng ta quan tâm ở đây nó chính là cái hệ thống treo nó sẽ có sự khác nhau như thế nào. Thực tế ra ấy, thì những cái mẫu xe trong cái phân khúc hạng sang này ấy, thì họ đa phần đều lựa chọn cái kiểu treo là treo đa liên kết. Bởi vì nó sẽ tối ưu cho người sử dụng chiếc xe là đi nhiều cái địa hình khác nhau, từ đường trường này, đường cao tốc này, đến đường xấu, chạy các cái giải vận tốc từ thấp đến cao. Thì cái hệ thống treo đa liên kết này nó đều giúp giải quyết một cái bài toán là cái xe nó sẽ rất là êm. Và cái việc giảm đi những cái tiếng ồn từ cái hệ thống dẫn động truyền lên, từ cái hệ thống chuyển động từ bánh các thứ lên xe nó cũng ít hơn. Đấy, giảm cái tiếng ồn đi tốt hơn. Đây các bạn thấy này. Đây là cái hệ thống treo đa liên kết phía trước ở cầu trước của chiếc E200. Góc độ cá nhân của mình thôi nhá. Mỗi một hãng ấy thì họ sẽ sử dụng một cái kiểu thiết kế treo đa liên kết khác nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái tay dẫn hướng này, cái tay đòn dẫn hướng này của chiếc mẹt E200 này thì có phần cái kích thước ấy, nó sẽ nhỏ hơn một chút so với cả chiếc Audi A6 kia. Đó. Còn đâu về cái mặt mà vận hành ấy thì đây là cái tay đòn lái này. Đây. Và cái tâm lái ảo thì thường những mẫu xe Đức ấy, họ đều đẩy khá là sâu vào giữa cái tâm của bánh để giúp cho cái góc lái của mình nó được tốt hơn. Đây, các bạn nhìn này. Cái phần thụt trước này của chiếc E200 này thì cũng của một bên thứ ba sản xuất thôi, nhưng mà cái này thì sản xuất ở Đức, Germany. Các cái tay đòn dẫn hướng này cũng thế. Và về cái phần gầm của xe này thì mình thấy là ở trên chiếc E200 này ấy, cái phần các cái tấm phủ này nó được làm kín hơn. Đó. Đây là cái tấm này, tấm che đáy máy này. Làm hợp kim này. Cái này khả năng là bằng thép ấy. Rất là cứng. Hay bằng nhựa này. Ở đây thì có các cái chi tiết là cái tấm bạc để ngăn cách nhiệt giữa phần ống xả lên cái phần trục các đăng chạy ở đây. Nói chung là nhìn về mặt cảm quan ấy thì mình thấy rằng cái phần gầm của mẹt là họ làm kín hơn. Đó. Rất nhiều những cái vật liệu hợp kim nhôm và những cái vật cái loại hợp kim khác được sử dụng ở cái phần khung gầm. Phần gầm của chiếc E200 này. Đây, phần trục các đăng. Nếu mà mình nhìn với góc độ quan sát như thế này nhá, thì mình thấy rằng là cái hệ thống treo đa liên kết ở phía sau của mẹ E200 ấy, họ cũng làm có cái phần nó nhìn nó ít cái tay đòn, cái kích thước nó cũng nhỏ hơn và mỏng hơn một chút. Cái này là mình nhìn cảm quan chứ không phải là cái việc để mình đánh giá xem là cái chất lượng của cái nào hơn cái nào, bởi vì về cái mặt công nghệ vật liệu có thể họ sẽ thay đổi khác nhau chẳng hạn. Đó. Cái này thì sự là phải nhờ đến các cái kỹ sư nghiên cứu thiết kế, họ là những người chế tạo ra những cái kiểu treo đa liên kết cho từng hãng xe một thì họ mới hiểu được là làm thế nào là tốt nhất cho chiếc xe của họ. Ở đây thì có một cái trục lắp cho cái cầu sau ở đây. Nhưng mà các bạn có thể thấy nhá, nếu như mà chúng ta chú ý xem những cái ví dụ như kiểu trục lắp của chiếc Sorento đi, thì chiếc trục lắp Sorento ở cầu sau ấy nó chỉ to đâu đó khoảng gấp rưỡi ngón tay cái mình một chút thôi. Nhưng mà các bạn nhìn này, ở trên mẹc E này các bạn nhìn cái trục lắp của nó to. Đấy. Tất nhiên nó không thể to bằng ở phần đầu, ở phần cầu trước được, nhưng mà thế này so với một chiếc sedan là cũng dạng là rất là oách nhé. Xe Đức họ làm rất là khác, và để có được cái trải nghiệm cảm giác lái tốt thì phải cần những cái trang bị như thế này. Cái phần thụt sau này cũng thế, thụt sau này cũng của một cái đơn vị cung cấp bên thứ ba của Đức. Đây, các bạn nhìn. Đó. Lát mình sẽ gửi hình ảnh để các bạn nhìn rõ hơn. Trong chương trình ngày hôm nay cũng rất là may mắn khi chúng tôi mượn được hai chiếc xe Đức tại Thế Giới Xe Đức để có thể đưa lên cầu và xem là hai cái mẫu xe nằm trong cùng phân khúc là chiếc E200 và chiếc A6. Thử xem là với cái phân khúc này, cái tầm tiền đó thì cái phần gầm này,
rồi phần trang bị hệ thống treo, cái thiết kế của nó có sự khác nhau như thế nào. Để sâu hơn và kỹ hơn thì có lẽ là sẽ phải nhờ những các bạn nghiên cứu kỹ lưỡng về cái hệ thống treo, cũng như là các bạn nào mà đang học về kỹ sư ô tô các thứ. Thì đây cũng là hai cái mẫu xe mà nằm ở trong cái phân khúc, cái tầm tiền cũng rất là nhiều người quan tâm. Chiếc Merc E200 này thì là sản xuất năm 2019, và chiếc A6 kia là 2020. Tất nhiên là xét về mặt công nghệ và trang bị thì nó cũng sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định, nhưng mình nghĩ là đây cũng là một cái dịp, góc nhìn để chúng ta có thể tiếp cận được đến những cái chi tiết về mặt cơ khí, về mặt vận hành của một chiếc xe như này. Nếu các bạn có những cái phần chia sẻ, những phần góp ý nào thêm về hệ thống treo, về trang bị của hai mẫu xe này thì cũng có thể để lại xuống ngay phía dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và thảo luận. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Bảo Duy, Auto Daily.